Xin chào các bạn, thể theo nhu cầu của rất nhiều khách hàng muốn chúng tôi tư vấn để giúp khách hàng có thêm các cái lựa chọn, chọn một cái máy chiếu tốt nhất. Thì cái câu hỏi máy chiếu nào tốt nhất hoặc là máy chiếu nào rẻ nhất là những cái câu hỏi mà khá phổ biến khi mà lần đầu tiên chúng ta đi tìm mua và sử dụng một cái máy chiếu cho những cái quán cà phê, nhà hàng hoặc là những cái lớp học của chúng ta. Máy chiếu nào tốt nhất thì cái câu trả lời tôi sẽ trả lời ngay lập tức, đó là nó tốt hay không thì nó còn tùy thuộc vào cái nhu cầu sử dụng của chúng ta và cách chúng ta sử dụng và bảo quản. Thế còn cái câu trả lời chính xác 100% thì tôi xin phép rằng là không có một cái câu trả lời nào gọi là chính xác 100%. Ví dụ trong toán học các bạn có thể biết được là 1 cộng 1 bằng bao nhiêu thì chắc chắn chúng ta đã biết rồi. Tuy nhiên thì cái câu trả lời cho cái câu hỏi là máy chiếu nào tốt nhất thì chắc chắn tôi xin phép với các bạn luôn là với kinh nghiệm hơn 10 năm nay thì tôi cũng không có bất cứ một cái câu trả lời nào gọi là chính xác. Thì vấn đề nằm ở chỗ nào? Vấn đề nằm ở chỗ là chúng ta ngay từ ban đầu chúng ta phải lựa chọn được một cái máy chiếu nó phù hợp với nhu cầu sử dụng của chúng ta. Nhu cầu sử dụng là cái quan trọng nhất. Ví dụ cái người mà người ta sử dụng cái máy chiếu này vào mục đích là xem phim, xem bóng đá thì nó sẽ khác hoàn toàn với những người mà cùng sử dụng cái máy này để trình chiếu dạy học hoặc là trình chiếu văn phòng. Vậy cái nhu cầu sử dụng thì chúng ta sẽ căn cứ vào những yếu tố nào? Chúng ta căn cứ vào một cái yếu tố quan trọng nhất, đó là cái tần suất sử dụng. Tần suất sử dụng có nghĩa là ví dụ chúng ta sử dụng nhiều hay sử dụng ít. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn một cái mẫu máy chiếu mà nó sẽ đáp ứng được hai cái tiêu chí của chúng ta. Cho dù là các bạn sử dụng ít hay sử dụng nhiều thì cái độ bền của nó cũng khá là tốt. Đây là cái mẫu máy chiếu Optoma PS368. Về giá thành thì tôi xin phép không được tiết lộ cho giá của dòng máy chiếu này. Tuy nhiên thì tôi có thể cam kết với các bạn rằng trong số các cái dòng máy chiếu mà trên giá trên dưới 10 triệu đồng thì Optoma PS368 là cái mẫu máy chiếu có thể nói đến thời điểm này là cái mẫu máy chiếu giá rẻ nhất và có chất lượng ổn định nhất hiện nay. Bởi vì các cái thiết kế cũng như là cấu tạo của máy được hướng đến người sử dụng nhiều nhất. Như các bạn đã biết thì một cái hãng điện tử có thể sản xuất rất nhiều các cái thiết bị, ví dụ như Samsung, Panasonic, Sony, Hitachi vân vân, có thể sản xuất rất nhiều thiết bị. Tuy nhiên ở trên thế giới này có duy nhất một cái hãng, đó là hãng Optoma. Cái hãng này chuyên chỉ sản xuất về máy chiếu thôi. Thực ra những cái thiết kế cũng như là những cái linh kiện bên trong của hãng Optoma được thiết kế rất là chu đáo và hướng đến người sử dụng, đặc biệt là người sử dụng ở khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Thì Optoma PS368 là cái mẫu máy chiếu xuất hiện vào từ năm 2018 đến thời điểm này thì nó vẫn là một trong những cái mẫu máy chiếu gọi là best seller nhất trên thị trường hiện nay, với mức giá rất là dễ chấp nhận và có thể lắp đặt được cho hầu hết những nhà hàng, quán cà phê, các lớp học hoặc là thậm chí chúng ta lắp cho những cái văn phòng có ánh sáng nhiều. Cái dòng này có cường độ sáng khá cao, lên đến 3800 lumen, và hệ số tuần hoàn cũng khá là ấn tượng. Hệ số tuần hoàn của máy thì nó đạt khoảng 30.000/1. Đây là những cái hệ số tuần hoàn mà chỉ có ở trên các cái dòng máy chiếu cao cấp hiện nay. Và tuổi thọ bóng đèn thì trung bình nó đạt được khoảng từ 10.000 đến 15.000 giờ nếu chúng ta sử dụng ở chế độ Economic. Hầu hết các cái dòng máy chiếu Optoma mới, trong đó thì có Optoma PS368, PX390 và PVDO450 là những cái mẫu máy chiếu chính hãng được phân phối tại Việt Nam và được bảo hành lên đến 24 tháng. Cho thân máy và bóng đèn sẽ được bảo hành 12 tháng, tương đương 1.000 giờ. Trong hầu hết các cái hãng máy chiếu có mặt ở thị trường Việt Nam, tới Optoma là một trong những thương hiệu có văn phòng và trụ sở chính đặt tại Việt Nam với chế độ bảo hành rất là nghiêm túc. Và trong vòng 48 tiếng thì thường là chúng ta đã bảo hành xong một cái máy, nếu mà trong trường hợp này sau này chúng ta sử dụng có sự cố thì hãng bảo hành rất là nhanh. Đặc biệt là khi các bạn mua qua những cái đại lý hoặc cửa hàng chính hãng thì thời gian bảo hành nó có thể nó nhanh hơn chúng ta mua qua những cái đại lý nhỏ lẻ ở tỉnh. Optoma PS368 thì nó có thiết kế đầy đủ các cái cổng kết nối nha. Các bạn thấy nha, từ phía bên trái qua thì có HDMI này, USB này, cổng computer in và monitor out, cổng video, và đặc biệt thì máy cũng được thiết kế thêm hai cổng là audio out, audio in. Và dòng này thì có hỗ trợ trình chiếu phim full 3D cũng như là full HD. Trọng lượng máy thì nó chỉ khoảng hơn 2 kg, giúp chúng ta có thể dễ dàng lắp đặt treo bất cứ đâu, hoặc là chúng ta cũng có thể mang đi bất cứ đâu để sử dụng trong mọi điều kiện. Và đây là cái giao diện chính của cái menu của Optoma PS368, và nó cũng là giao diện menu của hầu hết các cái dòng máy chiếu Optoma có mặt trên thị trường hiện nay. Với cái giao diện sắp xếp theo cái kiểu hoàn toàn mới này thì chúng ta có thể dễ dàng lựa chọn và tùy chỉnh các cái thông số kỹ thuật khi chúng ta sử dụng, như là chúng ta có thể dễ dàng điều chỉnh các cái thông số như là cường độ sáng, độ phân giải, độ thông phản và các cái thông số như là trình chiếu phim 3D.
thì ngoài tính năng có khả năng trình chiếu phim, xem phim, xem bóng đá và trình chiếu dạy học ở trong cái môi trường ánh sáng nhiều, thì Optoma VS368 còn có thêm một cái tính năng khá hấp dẫn, đó là tính năng trình chiếu phim 3D. Với tính năng này, máy có khả năng chuyển đổi cái phim định dạng, các dạng định dạng phim 3D, side by side, top button hoặc là định dạng phim giả lập. Thậm chí trong chúng ta có thể kết nối dòng Optoma VS368 với điện thoại, máy tính, laptop để chúng ta xem phim 3D mà không cần thông qua các thiết bị trung gian. Giao diện thân thiện và dễ dàng sử dụng. Ngoài ra, máy còn hỗ trợ cái giao diện tiếng Việt, giúp cho những người chúng ta không có rành về tiếng Việt sẽ dễ dàng điều chỉnh các thông số kỹ thuật trên máy. Với chế độ bảo hành 24 tháng chính hãng thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm để đầu tư một cái máy chiếu Optoma VS368 cho cái nhu cầu trình chiếu của chúng ta, như là xem phim, xem bóng đá hoặc là dạy học. Cường độ sáng cao như tôi đã nói từ ban đầu là dòng này 3800 lumen, thì chúng ta không ngại gì, chúng ta có thể lắp đặt ở các cái hội trường hoặc là các cái phòng họp, các quán cà phê có nhiều ánh sáng. Sử dụng cái công nghệ xử lý hình ảnh Brilliant Color thì máy Optoma VS368 có khả năng xử lý những hình ảnh với màu sắc khá đẹp. Ở đây chúng ta có thể xem một cái trận đấu bóng với màu sắc khá là tươi. Khi chúng ta xem bóng đá thì quan trọng nhất là cái độ nét và cái độ sáng, thì Optoma VS368 đáp ứng được cả hai yếu tố trên. Các bạn có thể thấy được hình ảnh trình chiếu khá là trung thực và sinh động. Ngoài ra thì Optoma VS368 có thể đáp ứng tốt nhu cầu của chúng ta như là dạy học, xem phim, dạy học hoặc là thuyết trình ở trong các phòng ánh sáng nhiều. Ở đây tôi đang chiếu một cái bài slide cho các bạn, tại vì tôi đặt cái máy điện thoại của tôi ở cái cự ly khá gần, do đó thì cái khi mà chúng ta xem thì nó sẽ hơi gợn gợn sóng, tại vì cái này là do cái cảm ứng của cái camera điện thoại nó không được tốt lắm. Tuy nhiên thì trên thực tế chúng ta thấy là hình ảnh trình chiếu nó khá là đẹp, chứ nó không bị gợn như vậy. Tôi sẽ giảm bớt độ sáng của máy xíu xuống. Ok, các bạn thấy hình ảnh chiếu đã rõ đẹp rồi. Thiết kế khá nhỏ gọn thì chúng ta cũng có thể dễ dàng chúng ta mang bất cứ đâu, chúng ta mang đi thuyết trình, hội thảo hoặc bất cứ đâu, với trọng lượng chỉ khoảng hơn 2kg. Đi kèm theo máy là có các cái phụ kiện chính hãng như là remote, dây kết nối VGA, dây nguồn, sách đĩa hướng dẫn sử dụng. Và đặc biệt thì Optoma VS368 được tặng kèm thêm một cái túi sách của hãng Optoma, rất nhỏ gọn và chuyên nghiệp. Để biết thêm các cái thông tin về Optoma VS368, các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ là maychiếu.rẻ.vn hoặc là vnpc.com.vn. Hiện tại trong tháng 7 này thì chúng tôi đang có chương trình khuyến mại là tặng kèm màn chiếu. Khách hàng hãy nhanh tay liên hệ để được lắp đặt một cái bộ máy chiếu Optoma VS368 kèm một màn hình siêu lớn để chuẩn bị cổ vũ cho đội nhà thi đấu ở giải World Cup, vòng loại World Cup 2022. Cảm ơn các bạn đã cùng tôi theo dõi video này. Các bạn cần tư vấn để lại số điện thoại phía bên dưới, nhân viên chúng tôi sẽ liên hệ để hỗ trợ các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.